Tập 1. Trấn Giang năm 1932. Lôi đài Trùng Dương. Hay quá. Hay lắm. Hay lắm. Hay lắm. Hay lắm. Hay lắm. Các vị hương thân phụ lão, Trấn Giang chúng ta mỗi năm tổ chức một trận lôi đài Trùng Dương. Bây giờ xin được phép bắt đầu. Năm nay giống như mọi năm, ai trèo lên được lôi đài trước, lấy được quả cầu ngũ sắc trên đó sẽ là người chiến thắng, sẽ giành được bánh cao ngũ sắc dùng để tế tổ năm nay. Giờ cuộc thi chính thức bắt đầu. Con gái con đứa gì, một chút nữ tính cũng không có nữa. Lão gia, tiểu thư không cố ý đâu, cổ không phải là người lỗ mãn, lão gia đừng để bụng ha. Đi, ông kêu nói về cho tôi. Tiểu thư, lão gia đang tìm cô đó. Con về rồi. Cẩm Tú à, con lại bày trò gì nữa? Kiếm chuyện sao? Con đâu có kiếm chuyện. Bánh cao ngũ sắc dùng để tế tổ này là đồ quý để chữa bệnh trừ tà đó mẹ. Mẹ ăn bánh này vào rồi, không biết chừng là khỏi bệnh liền luôn. Bánh cao hả? Ừ. Con đi theo lôi đài sao? Nếu cha con biết chuyện là không tha cho con đâu. À, phải rồi mẹ. Hôm nay chú Mã sẽ chuyển thuốc từ ngoài về đó. Lát nữa con sẽ đi hỏi chú coi có tin gì của chị Minh Châu hay không. Không cần hỏi nữa, mẹ hỏi rồi. Không có chút tin tức gì của họ. Mấy hôm nay mẹ cứ hay nằm mơ, mơ thấy mẹ lớn con với chị Minh Châu của con về nhà. Bây giờ cũng không biết là họ đang ở đâu, sống ra sao nữa. 14 năm rồi. 14 năm rồi. Mẹ. Con gái con đứa, suốt ngày ra ngoài đường kiếm chuyện, còn ta thể thống gì? Tú Tú đã biết sai rồi. Con xin lỗi cha. Cha cũng biết con đi là vì mẹ của con, nhưng mà không thể phá vỡ phép tắc. Phạt vẫn cứ phải phạt. Còn phạt nữa hả? Phạt, nhất định phải phạt. Phạt con tối hôm nay không được phép đi ngủ. Đi
lấy xương sen cho mẹ con. Cha là tốt nhất, con biết mà. Cha, con đấm lưng cho cha ha. Được. Tú Nhi à, con đoán coi đi là gì. Bánh bà hả? Không được để cho mẹ con nhìn thấy đó. Chuyện gì vậy? Cha, đây là thầy Trần mới tới trường con. Thầy bị thương rồi. Hả? Cha coi giúp thầy đi, nhanh lên. Bị thương không có nhẹ đâu, là bị trúng đạn đó. Lão gia, ông coi, cậu ta có súng kìa. Thời buổi này, giấu súng ở trong người không phải là kẻ cướp, cũng là lính đào ngũ, không nên dính vào chuyện này. Một khi dính vào rồi là thoát không nổi đâu đó. Tú Nhi à? Dạ. Đi đúng là thầy Trần ở trường của con sao? Dạ, là thầy Trần mới tới. Thôi được, nếu đã tới nhà họ Vinh của chúng ta, cũng tức là bệnh nhân của nhà họ Vinh. Lão Mã, dạ, ông dìu người ta lên gác đi. Dạ. Khoan đã. Lát nữa đó, ông rửa sạch vết máu trên nền đất đi. Dạ. Đi thôi. Đi. Cha định làm gì vậy? Vào lúc viên đạn bắn trúng cơ thể sẽ đem theo chất bẩn ở bên ngoài vào, bắt buộc phải lấy đầu đạn ra. Nếu không lỡ bị nhiễm trùng thì không có cứu được đâu. Thầy Trần, đừng mà. Là em là Cẩm Tú. Em là Cẩm Tú nè. Đây là cha em, thầy bị thương rồi. Thầy đừng sợ, cha em giỏi lắm. Cha sẽ chữa bệnh cho thầy mà. Cẩm Tú, đồng hồ. Có một chiếc đồng hồ. Có một chiếc đồng hồ rất quan trọng. Đồng hồ hả? Tôi giấu ở dưới hòn đá bên bờ sông. Ở dưới hòn đá? Lấy về giúp cho tôi. Dạ. Nhất định phải lấy về. Nè, Tú Nhi. Cha.
Ai vậy? Trời ạ! Chính là họ. Họ đuổi tới đây rồi. Mới đó đã đuổi tới đây rồi. Không được, tôi phải rời khỏi chỗ này thôi, nếu không sẽ liên lụy ông. Khoan đã, bây giờ cậu yên tâm, tôi tự đi được mà. Được, vậy tôi nói cho cậu biết, ở sau vườn nhà của tôi có một cái hốc tường, cậu có thể bò ra ngoài qua đó. Được, nhớ kỹ, ông chưa từng gặp tôi, cũng chưa bao giờ cứu tôi. Cậu yên tâm. Ở dưới hòn đá. Ở dưới hòn đá. Tìm thấy rồi. Tứ Hải là gia huynh đệ mà. Cậu thiếu niên đây có yêu cầu gì cứ việc nói, tôi xin quyên góp 500 đồng bạc. Mời các vị đây uống rượu. Chúng tôi tới để tìm người. Người chúng tôi muốn tìm là một người đàn ông đã bị trúng đạn. Cậu thiếu niên đây, tuy là họ Dinh chúng tôi nhiều đời hành y, nhưng mà chúng tôi cũng có gia quy, trước giờ không nhận người bị trúng đạn. Báo cáo chỉ huy, chúng tôi lục soát khắp nơi rồi, không có người ngày càng tìm. Các người từ bên ngoài tới. Thật ra hắn đang ở đâu? Cậu à, tôi nói cho cậu biết, trước nay tôi chưa từng gặp người mà cậu vừa nói đó. Tâm Như! Tâm Như! Tâm Như! Đừng nổ súng! Tôi nói, tôi biết người các cậu muốn tìm đang ở đâu. Lão Mã! Lão già! Ông đừng có trách tôi. Tôi không thể dương mắt nhìn ông chết như vậy được. Nói rồi tôi sẽ thả ông ta. Sau vườn nhà có một cái hốc tường, người đó đã đi ra ngoài từ chỗ đó. Lời tôi nói đều là sự thật. Cậu có thể thả lão gia nhà tôi ra chưa? Đáng lẽ tôi không muốn giết các người, nhưng mà chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Lục soát kỹ lần nữa, nếu ai còn sống giết hết đi. Dạ. Chạy đi con. Con không đi. Đi đi. Con không đi. Nghe lời cha đi. Con không muốn đi. Con không đi. Tu Nhi, chạy đi. Nhanh lên. Lại. Lại. Đuổi theo, nhanh lên, đuổi theo.
Chạy hả? Lấy được đồng hồ chưa? Cẩm Tú, cũng tại tôi làm liên lụy em. Em giữ kỹ chiếc đồng hồ này. Trước ngày mùng 10 Tết, đem tới nhà thờ Đức Mẹ ở Thượng Hải giúp tôi. Nhớ kỹ, nhất định phải đem tới. Người nhà của em đã chết hết rồi. Đám người mặc áo đen đó là ai vậy? Không có thời gian giải thích đâu. Họ nghe tiếng súng là sẽ đuổi tới đây ngay lập tức. Nhớ kỹ, phải đem tới Thượng Hải. Nhưng mà... Đi nhanh đi. Phải đem tới đó. Của Yamaya đã tìm được cái này. Văn kiện bí mật chắc chắn đang nằm trong tay chủ nhân của nút áo này. Dù có ra sao cũng phải tìm cho ra được người này. Đúng là ác hết chỗ nói à. Giết người rồi còn phóng hỏa như vậy nữa. Cô đừng vào trong. Đúng rồi, lửa lớn lắm. Cô không được vào trong đâu. Cô đừng vào trong đó. Không được, lửa rất lớn. Cô không được vào đó đâu, nguy hiểm lắm. Không được. Cô không được vào trong đó. Ai lại làm như vậy được chứ? Nhìn tiểu thư, tối hôm qua nửa dân trong trấn đều tới dập lửa, nhưng đã quá trễ rồi. Mọi thứ cháy hết không còn lại thứ gì. Còn chiếc nhẫn ngọc này tôi lượm được trong đống lửa. Tôi thấy hình như là của Vinh lão gia. Cô giữ lấy, coi như để làm kỷ niệm. Không biết Dinh gia lỡ đắc tội với ai mà cả nhà chết hết, chỉ còn mỗi một đứa con gái một mình trên đời. Sau này cô biết phải làm sao đây? Dinh tiểu thư, quả thật chúng tôi không còn cách nào khác. Cô không có chứng cứ, chúng tôi biết đi đâu bắt hung thủ cho cô đây. Bến đò Trấn Giang. Mời lên, mời lên, mời lên. Đi Thượng Hải, Bắc Kinh. Mời lên, mời lên. Xin mời lên. Mời lên, mời lên. Mẹ, nhanh lên đi. Cha mẹ yên tâm, con nhất định sẽ tìm ra được thật ra là kẻ nào ra tay độc ác. Mời lên, mời lên. Con phải tới Thượng Hải gặp người nhận chiếc đồng hồ này, là có thể tìm được kẻ thù giết cha mẹ. Con nhất định phải trả thù cho cha mẹ. Đây là đồ con. Để chú xem đi. Dạ xin mời. À, xin mời, xin mời, xin mời. Được rồi, dạy tốt nha. Đây, dạy tốt đây. Tạm biệt. Dạ xin mời. Dạ đây. Mời ghé qua, xin mời ghé qua. Dạ. Ôi. 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 Ôi.
Họ là ai vậy? Hình như là đã tìm người đó. Đúng rồi, ta tìm người. Hôm nay chúng tôi tới đây để tìm người. Mở hết màn che đậy ra cho tôi. Nếu có người mà tôi đang tìm thì tôi không khách sáo đâu. Đi, tránh ra. Đám người này hung hăng quát tháo. Lẽ nào họ lại muốn tới bắt anh ta? Sao đông dữ vậy? Đi. Vết máu trên người anh ta chắc cũng do đám người này gây ra. Tại sao đang yên đang lành cứ phải làm hại người khác vậy? Đi theo tôi. Tôi biết một chỗ có thể trốn được họ. Tôi cũng cần phải trốn. Tôi chỉ muốn giúp anh thôi. Đằng trước có phòng rửa mặt, cửa kín đáo lắm. Anh vào trong trốn một lát đi, chắc có thể trốn được họ đó. Xin lỗi nha. Xin lỗi tôi đi chứ. Ê, tôi kêu anh xin lỗi tôi đó. Mấy chiêu này của cô tôi đã gặp nhiều rồi. Anh có tin bây giờ tôi la lên mấy người đã qua đây bắt anh hay không vậy? Tùy cô. Anh xin lỗi tôi đi. Nè, tránh ra đi. Đừng ở đây dính chân của tôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Không sao chứ? Được, không hổ danh Tả Nhị Gia. Nhưng mà hôm nay tao nhất định phải lấy mạng của mày. Muốn lấy mạng của tôi à? Tự qua đây lấy đi. Lên. Rồi. Đứng yên. Tả Chấn, mày cử động tao sẽ giết nó. Người này không có quan hệ gì với tôi. Muốn giết cứ tự nhiên. Con người ăn sao máu lạnh như vậy? Nếu như cô chết rồi, tôi sẽ nhặt xác giùm cô. Quẩy đất rồi. Mau kéo cô lên đi. Kéo cô lên đi. Nguy hiểm quá. Người phụ đi, cứu cậu đi. Cái gì chứ? Dám liều mạng nhảy xuống sông mà. Chết còn không sợ thì còn sợ cái gì nữa? Anh đừng qua đây. Anh muốn làm gì? Còn không mau lo cho khô người đi. Sống muốn chết. Nhìn không giống đồ có giá trị gì hết. Cô bán bao nhiêu tiền? À, nói anh tôi muốn bán chứ. Phụ nữ muốn tiếp cận tôi không có ít đâu. Tôi cho cô một cơ hội. Nói đi, cô muốn cái gì? Anh đang nói gì vậy? Anh là ai chứ? Tôi đâu có quen biết anh. Được, cô biết cũng được, không biết cũng được. Tóm lại, tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Không chịu lấy thì đừng có hối hận. Cái đồ điên. Thank you.
của cung nhân vị gia. Vị gia, anh đã trở về rồi. Ý trời ơi, đâu ra đứa con gái không biết điều vậy chứ, dám ngang nhiên đi trước mặt nhị gia sao? Nè cô. Ê cô bị điếc hả? Nhị gia nói chuyện với cô đó, không nghe thấy hay sao? Tôi cho cô thêm một cơ hội cuối cùng, cô cứ việc ra giá cao đi, cho dù có muốn giá bao nhiêu tôi cũng mua đồng hồ cho cô. Vừa rồi anh nói là cơ hội cuối cùng mà. Con người anh sao có nhiều cơ hội cuối cùng vậy chứ? Cái đồng hồ này rất quan trọng với tôi, tôi không bán đâu. Nè. Anh phiền quá. Nếu như cô gặp chuyện phiền phức ở Thượng Hải, cứ đưa sợi dây chuyền này ra. Đây là lời hứa của Tạ Chấn tôi. Tạ Chấn. Lại dở trò. Ở Thượng Hải này còn thứ gì mà nhị gia không có được chứ? Liền mày cái gì nữa, lên xe nhanh đi. Nhị gia, anh bình an trở về là tụi em yên tâm rồi. Mấy bữa nay anh đi vắng, hai anh em của em mới giống như là lửa đốt trong lòng vậy. Nếu không tại anh ra tử lệnh không cho tụi em rời khỏi Thượng Hải thì em với ảnh tới Trấn Giang tìm anh rồi. Vậy chứ, anh lấy được thuốc chưa? Trời ơi, kéo qua đây được thuốc rồi. Đó rồi kìa. Mất rồi. Vậy thì không xong rồi. Bên chỗ ông Phùng kia, làm sao ăn nói với người ta đi? Cần gì phải sợ bên đó, nhất định bắt một mình vậy ra đi lấy thuốc. Rõ ràng cái bẫy của Long Tứ mà, chắc chắn là có người ngoài đứng sau sai khiến. Em chỉ là lo lắng cho vậy ra thôi mà. Tới chỗ của ông Phùng đi. À cô à, cô muốn đi đâu? Tôi muốn tới nhà thờ Đức Mẹ. À, nhà thờ Đức Mẹ hả? Tôi biết nè, biết rõ lắm, với lại còn biết đường tắt tới đó nữa. Lên đi, đảm bảo còn chút xíu là tới đó liền hả? Cô à, xin mời. Phải vậy không? Dạ. Ồ, Tả Nhị gia đã về rồi. Lão già, chúc mừng lão già. Vậy là bệnh của lão già sẽ được chữa khỏi nhanh thôi. Sư phụ, con làm việc bất tài, không đem thuốc gì đây cho thầy được. Cái gì? Tả Nhị gia cậu tài giỏi lắm mà. Cả bến Thượng Hải này có ai không biết, có ai không hay. Tả Nhị gia cậu thân thủ cứ như thần, không ngờ có gói thuốc cũng không đem về được. Không phải là cố tình làm mất đó chứ? Cô tình nguyện chịu phạt. Còn nói chịu phạt gì nữa chứ? Ta đã như vậy rồi, sau này thương hội còn phải nhờ các con. Đứng dậy đi. Con sẽ tìm được loại thuốc tốt hơn, đi chữa khỏi bệnh cho thầy. Nói thì hay lắm. Tạ Nhị gia, ở chỗ tôi có một phương thuốc, chỉ thiếu mỗi thuốc dẫn. Không biết là Tạ Nhị gia có chịu hy sinh bản thân mình không? Mấy phương thuốc dân gian có gì đáng tin đâu chứ? Không, lão già, phương thuốc dân gian đó mới có tác dụng đó.
Tạ nhị gia. Cắt thịt làm thuốc. Khoan đã. Ta đã bệnh nặng rồi, đâu đáng để con phải chịu khổ vì cái mạng già này chứ. Hả? Long Tứ, con rùa khốn kiếp kia, chuyện hôm nay chắc chắn là muốn hại chết dì gia mà. Hay là chơi bài ngữ với ông Phùng luôn đi. Đừng vội, vẫn chưa tới lúc đâu. À phải rồi, dì gia, anh thiếu gia du học bên Tây trở về rồi. Hướng gia có tổ chức tiệc đón mừng ở Bách Lạc Môn, gần như mời hết những người có tiếng ở Thượng Hải này. Bình Hướng Gia gọi điện hỏi chị già có tính đi hay không. Nhanh vậy sao? Đã 2 năm rồi. Chị già, vậy cuối cùng có đi hay là không vậy? Nói nhảm. Tiệc của nhà họ Hướng, chị già không thể không đi. Cho hỏi chừng nào mới tới nhà thờ Đức Mẹ vậy? Dạ sắp tới rồi. Tôi cho cô thêm một cơ hội cuối cùng. Cho dù có muốn giá bao nhiêu, tôi cũng mua đồng hồ cho cô. À, nè, dừng lại. Đừng sốt ruột, sắp tới nơi rồi. Anh dừng xe đi. Ê, dừng xe. Anh đưa tôi đi đâu vậy hả? Em gái à, sốt ruột dữ vậy, muốn đi đâu sao? Anh đừng làm bậy nha, tôi la lên đó. Ôi, trời 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 trời. Trời ơi, còn biết la nữa sao? Cô la đi. Cô tôi dây. Cho cô biết, đây là địa bàn của ta. Trong 1 dặm quanh đây, không tìm thấy người nào khác đâu. Cô cứ la lớn thiệt lớn đi. Càng la lớn, ông đây càng thích đó nha. Cô Nhìn cho kỹ, thì cô cũng có chút nhan sắc đó chứ. Ê, đã nói trước là chỉ lấy chút tiền thôi mà. Biến đi. Đưa đây. Đây không phải dây chuyền của Tả Nhị Gia sao? Sao lại ở chỗ cô? Cô quen Tả Nhị Gia hả? Hình như họ rất sợ chủ nhân của sợi dây chuyền này. Tả Nhị Gia đó đáng sợ tới vậy sao? Nếu như cô gặp chuyện phiền phức ở Thượng Hải, cứ đưa sợi dây chuyền này ra. Đây là lời hứa của Tả Chấn thôi. Người to gan dám ức hiếp tôi luôn. Hả? Sao có biết tôi là ai không? Nếu để Tả Chấn biết chuyện này, anh sẽ không tha cho hai người đâu. Cô Hai à, cô tha cho tụi tôi đi. Tôi có bắt còn không thấy Thái Sơn, cô tha cho tụi tôi đi mà. Đúng đó, đúng đó. Đại nhân đừng trách tiểu nhân, cô cứ coi như hai chúng tôi là đồ bỏ đi đi. Đúng đúng đúng, coi như là đồ bỏ đi ha. Được thôi, tha cho hai người cũng được, nhưng mà hai người phải làm chuyện này cho tôi. Cô Hai à, đừng nói là một chuyện, cho dù là 1.000 chuyện tôi cũng làm được mà. Được, vậy thì bây giờ hai người đưa tôi đi tìm Tả Chấn đi. Hả? Thực ra thân phận của tôi là thành viên hội yêu nước, ẩn mình trong thương hội Hoàng Phố, là người con yêu nước, đứng trước sự tôn vọng của nước nhà phải biết gánh vác trách nhiệm. Nhị gia, anh coi anh phong độ quá chừng, không biết bao nhiêu cô gái tìm đủ mọi cách chỉ để tới gần anh thôi. Nhưng mà nhị gia, cô gái ở trên thuyền đó thật ra là thần thánh phương nào vậy? Sợi dây chuyền nhật bất ly thân anh lại tặng người ta luôn. Ừ.
à, đây chính là Ninh Viên. Ê, 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 anh, đuổi theo xe đó cho tôi. Nhanh lên đi. Hả? Đuổi theo xe đó. Nhanh, nhanh lên. À, dạ. Cha, Hướng tiên sinh, có quan nên tôi không vậy? Ông chủ Thẩm hiếm khi đến thăm, đã lâu không gặp rồi, ông vẫn sang trọng như xưa. Hướng gia, ông đang khen tôi hay là chửi tôi vậy? Mọi người ai cũng biết ông chủ Thẩm là thổ địa ở Thượng Hải này, ai dám chửi thổ địa chứ? Nếu như tôi là thổ địa, vậy thì ông là thần tài rồi. Ông tài giỏi, vẫn là ông tài giỏi. Tên trộm đồng hồ đáng ghét này, nhất định phải bắt hắn trả đồng hồ cho mình. Chào nhị gia. Ai? Dạ. Bao nhiêu tiền vậy? Tôi đâu dám lấy tiền của cô. Ê, ê, cô làm gì vậy? Chưa nhìn rõ nó xong vô rồi. Tôi đi với người phía trước mà. Người phía trước gì chứ? Nhiều người phía trước lắm, không có thiệp mời không được vô đâu. Tôi vô đó lấy đồ chút xíu rồi ra liền. Ê, không được, không được. Cô đi giùm đi. Đi 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 đi. Hướng tiên sinh, để tôi giới thiệu với ông, vị này đến từ Pháp. Ông Ferdinand, chào ông. Ông từng gặp tôi sao? Tôi chưa từng gặp, nhưng tôi có nghe nói Tổng lãnh sự tôi giới Pháp mới nhậm chức. Ông Ferdinand đây, hôm qua vừa mới tới Thượng Hải. Vậy sao ông khẳng định đợt là tới? Cũng đơn giản thôi. Ông chủ Dương và tôi giới Pháp qua lại thân thiết, cả chức lớn nhân Dương cũng tôn kính với ông ấy như vậy. Có thể thấy thân phận của ông chắc chắn vô cùng cao quý. Nếu như tôi nhớ không lầm, huy chương ông đang đeo trước ngực chính là huy chương của hoàng gia nước Pháp. Huy chương hoàng gia chỉ trao cho người có công hiến với đất nước. Còn một điểm quan trọng nữa, lời nói cử chỉ của ông đây luôn lộ rõ vẻ ưu nhã của giới quý tộc Pháp. Cái điểm này cũng không nhận ra, tôi chỉ có thể tự trách mình quá kém cỏi. Trước khi tới đây, tôi đã nghe đại danh của chủ tịch thương hội Thượng Hải, Hướng tiên sinh rồi. Người ta nói Hướng tiên sinh là người đứng đầu thương nhân Thượng Hải. Hôm nay đợt gặp, quả nhiên hiểu biết quyền thấm, thật đáng khâm phục. Lãnh sự khách sáo quá rồi, chỉ là hư danh thôi. Nghe nói tài sản của Hướng tiên sinh bây giờ nhiều con số lắm, không thể đếm được. Chuyện này phải thật không? Về vấn đề này, để tôi tính rõ rồi sẽ nói cho ông biết. Mời vào trong. Cũng được.